Dạ vâng, xin chào mọi người. Thì để tiếp tục cái chuỗi video về cái việc đào tạo học viên bên Web Studio thì hôm nay sẽ là một cái buổi thực hành. Thì em sẽ quay lại video và để chia sẻ với mọi người về một số chú ý và một số các cái chi tiết hay là quá trình học của anh em học viên. Thì như mọi người biết đấy, thì để đào tạo lên một cái nghề hay một cái công việc nào đấy thì chắc chắn không thể nào nhanh được, và chắc chắn là nó phải cần có một cái quy trình hoặc là một cái quãng thời gian nhất định. Thì một số các video trước em đã giới thiệu và quay cho mọi người xem ấy, thì đó là những cái buổi lý thuyết. Thì tất nhiên nó phải có lý thuyết, là giới thiệu là cái này là cái gì, hay những cái gì nó liên quan đến lĩnh vực gì đó, hay là ưu nhược điểm của những lĩnh vực đó như thế nào, thì em đã chia sẻ trong những cái buổi lý thuyết. Còn hôm nay trong cái buổi số 7 của cái khóa K05 của Web Studio ấy, thì em sẽ chia sẻ với mọi người về quy trình hay là anh em đang thực hành học như thế nào. Bởi vì là như em cũng vừa nói chuyện với anh em thợ ấy, anh em học việc ấy, là như này. Thật ra nếu để tận dụng anh em cho một cái khối lượng xe khổng lồ, xe đông khách như thế này, là em có thể có một cái hướng đào tạo nhanh, đào tạo đốt cháy cho anh em nó có thể làm được luôn ô tô. Nhưng mà em không mong muốn như thế. Bởi vì mong muốn là anh em thợ hay anh em học việc ấy, khi mà đến với Web Studio cái khóa đào tạo ấy, là họ phải va vấp được cơ bản những cái vấn đề chúng ta có thể gặp phải, để sau này anh em nó không phải mầy mò hay là không phải nghiên cứu gì thêm, và phải đi từ những cái phần cốt lõi. Ví dụ như đây là anh em đang học đến phần là dán ni lông, thì cái phần dán ni lông này nó là cốt lõi của nghề dán. Bởi vì thực tế là chỉ cần dán được cái ni lông này là chúng ta có thể dán được mọi loại đề can, vì cái ni lông nó yêu cầu mức độ khó gần như là khó nhất đó. Tâm ra là như bây giờ chúng ta có thể quan sát thấy đây, là khi học viên ở Web Studio, đây là cái buổi thực hành đâu đó là tầm buổi thứ 3, buổi thứ 4 rồi, mà anh em đã có thể cơ bản dán được phần ni lông trên xe máy màu sáng. Tất nhiên phức tạp nhất vẫn là dán ni lông trên những cái xe màu tối. Thế nhưng mà học viên học tầm 2-3 buổi mà đã tiếp cận được như này rồi, thực tế cái khóa K05 này như mình nhận xét là anh em rất là nhanh nhẹn và tiếp xúc rất là nhanh. Để vài buổi đã có thể dán được cơ bản như này rồi, rất là nhanh. Vì đâu đó thật sự một số là mình đã gặp rồi, nhiều anh em học viên là có thể học vài tháng rồi, có thể biết làm ô tô rồi, nhưng thực chất để mà quay lại làm những cái phần ni lông hay những phần cơ bản này là họ không biết, vì gần như là họ học theo hình thức là mất gốc, tập trung quá nhiều vào những cái đem lại doanh thu, nhưng mà cái nguyên lý cơ bản hay là những cái vấn đề thường gặp hoặc là những cái vấn đề chúng ta có thể gặp phải thì anh em lại không biết được điều đó. Tham gia cái quy trình trong module 90 ngày đào tạo của Web Studio thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em là làm những cái thứ cơ bản trước. Và ngay sau đây thì cameraman sẽ có thể đi sát vào để xem cái quá trình anh em thực hành và dán cái ni lông nó như thế nào. Thì trong giai đoạn này thì chúng ta vẫn đang học, và anh em học viên vẫn đang làm cái phần là dán ni lông trên xe máy. Sau đó sẽ tiến đến những cái bài xa hơn trong module. Ví dụ như là đầu tiên là dán trên xe này để có điểm tì chắc chắn nhất. Sau đó lại tiếp tục đến những cái phần là chúng ta có thể tháo nhựa ra, dán rời bên dưới nếu khách hàng có yêu cầu. Tiếp đến là trong module chúng ta sẽ tiến đến cái phần là chúng ta sẽ học cái phần là dán đổi màu xe máy để mai sau vận dụng vào cái phần dán ô tô, cũng giống như việc là tháo lắp xe máy để mai sau vận dụng lên tháo lắp ô tô. Mặc dù ô tô em khẳng định là nếu đã làm quen và học ấy, thì nó rất là dễ, nhưng chúng ta phải làm những cái này trước. Sau đó là phần dán đổi màu ô tô, rồi chúng ta lại tiếp tục đến những cái phần như là dán tem rời xe máy, dán tem chùm xe máy có họa tiết. Rồi trong module chúng ta lại tiếp tục bắt đầu bước vào những cái buổi là học dán nắp cabo ô tô, cánh cửa ô tô, cảng ô tô, cách sử dụng các dụng cụ lên xe ô tô, hay là học cách dán tem sửa ô tô. Thì mọi người hy vọng là mọi người sẽ theo dõi kênh YouTube của em và follow, cũng giống như là ấn subscribe để mà có thể theo dõi được những cái quá trình học tập và đào tạo bên Web Studio. Vâng, và em là Hiếu từ Web Studio. Hẹn gặp mọi người trong những cái bài học tiếp theo.